Ơi, bên đây giới thiệu hai ba con hai phân tiện nha, dàn tiện dàn phay tiện nha. Đây là 1.1 hecta nè, bề má là 561 nè. Cô mà su tên nào con, tính toán đủ đồ nhẹ nhàng. Xây còn ok à. Lúc này em còn khá được. Một số kỹ thuật nè. Trong tâm là 1.3 nè. Quay tới trung tâm 1 mét nè bà con, này trung tâm 1 mét nha, thương hiệu các bà quách này cũng khá đủ đồ luôn, xe băng luôn. Đang còn nhẹ nhàng lắm. Nè cũng còn được, nhẹ nhàng.